quý vị và các bạn, với phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh như hiện nay, hình ảnh những con đường liên thôn ngõ xóm được bê tông hóa nhờ sự chung tay đồng lòng của nhà nước và nhân dân dường như đã quá quen thuộc. Nhưng tại tổ dân phố 18 phường 3 thành phố Đà Lạt thì hình ảnh khu phố xanh sạch đẹp lại được xây dựng nhờ sự vận động nhiệt tình của các thành viên hội người cao tuổi của khu phố này. Dù nằm ở một vị trí không có lợi thế vì địa hình khá dốc, lại phải đi rất sâu vào thung lũng, nhưng đoạn đường hơn 300 mét này đã được bê tông hóa vào đến cổng nhà từng hộ dân của tổ dân phố 18 phường 3 thành phố Đà Lạt. Đó là nhờ sự vận động nhiệt tình của các thành viên hội người cao tuổi khu phố và sự đồng lòng của hơn 40 hộ dân tại đây với kinh phí hơn 300 triệu đồng. Các cụ ở đây nói chung trong cái khu dân cư này cùng nhau mà ngồi lại cứ việc làm để cái gì cho con cháu của mình nó được hưởng. Đến thăm vườn cây bonsai của gia đình ông Ngô Văn Tri ngụ tại tổ dân phố 18 phường 3 Đà Lạt. Thoạt nhìn, chắc hẳn chân ai nghĩ ông Tri năm nay đã chuẩn bị bước sang tuổi 80. Nhìn cái cách ông nhanh nhẹn trong việc chăm sóc cây cảnh mới biết tình yêu của ông với chúng nhiều như thế nào. Và chính ông Tri cũng là người đề xuất và cung cấp cây me anh đào để bà con khu phố cùng nhau trồng ven đường, tạo cảnh quan xanh cho khu phố và hứa hẹn sẽ là những tán me anh đào rực rỡ trong thời gian không xa. Giờ thì ở trong tổ dân phố mà bà thấy mà ở tổ dân phố mà kỳ hội người cao tuổi bên này kia mà ta có cái tinh thần người ta muốn làm đẹp cho thành phố rồi thì bà cũng có một phần tích cực để đóng góp chung với anh em ta. Thì mục đích của mình thì mình cũng muốn sửa sang lại cho nó đẹp đường xã, rồi một phần thì là để cho nó có khang trang ở trong người khu phố của mình đó. Rồi cứ đều đặn mỗi cuối tuần, các hội viên hội người cao tuổi tại tổ dân phố 18 chẳng ai bảo ai, người vác xẻng mang cuốc ra đoạn chính của tuyến đường nối vào tổ dân phố để cùng dọn dẹp sửa sang, trồng mới những cây me anh đào hai bên đường. Họ trân trọng con đường bê tông này như thế vì đó là tâm huyết, công sức vận động và sự đồng lòng của bà con. Cái đường này làm lên thì nó có một thuận lợi là giúp cho bà con đi lại thuận lợi, các cháu đi học không bị tai nạn như trước đây. Trước đây khi đi con đường này các cháu đi rất vất vả, nhưng mà khi làm đường này đã giúp cho các cháu, và đặc biệt là cái công tác sản xuất kinh doanh của cả cái khu dân cư này trên 40 hộ này thì họ rất là thuận lợi, hàng hóa vào đến tận nơi. Trước đây phải vợi ra ngoài đường, nhưng bây giờ thì họ giao tại nơi này và cái đời sống của nhân dân thì ổn định hơn, an ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo hơn, và cái mức sống của từng hộ dân trong khu vực này thì ngày nâng lên khi có con đường này, và cái bộ mặt của nông thôn ở đây cũng khởi sắc. Trên 19 tổ dân phố của hội người cao tuổi thì đoạn đường nào có thể trồng được thêm cây thì chúng tôi sẽ vận động các cụ ở đây tham gia vào và phối hợp đề nghị với ủy ban nhân phường cấp cây giống. Phải một lần đến với khu phố xanh này cùng các cụ ở đây sửa sang cho khu phố của mình mới thấy nhiệt huyết của những trái tim không tuổi ấy nhiều như thế nào, và chính họ cũng là những người dạy cho con cháu của mình về một tình yêu với quê hương, tình yêu với thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường, nền tảng của một xã hội phát triển vững mạnh.